2 hay 3 ngày nay, dư luận thủ đô xôn xao về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có đề xuất tăng phí lòng hè đường gấp 3 lần. Theo đó, thì phí trông giữ ô tô xe máy tại Hà Nội có thể sẽ tăng lên. Đối với xe ô tô thì sẽ là 100.000 đồng trong một lượt khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn phí xe máy thì cũng tăng lên vài lần so với hiện nay. Một trong các lý do cơ bản để bên chấp bút đề án đưa ra là nhằm tăng thu cho nguồn ngân sách. Tuy nhiên, theo khảo sát của nhóm phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh ngay trong ngày thì có những sự thật khiến cho mục tiêu này trở nên phi thực tế. Đang định gửi cái xe vào khoảng tiếng bao tiền em? 1 tiếng là 40 ạ. À thế ơi! Đang. Đỗ khoảng giờ thôi. 50.000. 50.000 cơ à? À thế ơi! Xe lạ cũng thế. Theo quy định mà Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh năm ngoái, thì tại các quận nội thành giá vé xe máy là 3.000 đồng một lượt, ô tô gửi ban ngày từ 30.000 đồng cho đến 40.000 đồng một lượt. Mức giá này vốn đã được xem là khá cao đối với người dân. Nhưng trên thực tế, hầu hết các bãi trông giữ xe trên phố đều thu cao hơn so với các mức này. Một sự thật không mấy bất ngờ vì nó đã phổ biến bấy lâu nay. Theo quan sát của phóng viên, ở điểm đỗ xe này, hầu như tất cả các xe gửi vào bãi thì đều bị thu phí cao hơn quy định. Mỗi xe vào bãi thu 50.000, cao hơn quy định từ 10 cho đến 20.000 đồng. Và tất cả đều không có vé trông giữ xe như quy định. Chỉ đến khi chúng tôi yêu cầu phải có vé thì nhân viên ở đây lại tỏ ra thoải mái bất ngờ. Tôi chỉ mua vé thoải mái. Bớt đồng nào hay đồng đấy. Tất nhiên rồi, đây sẽ từ 3 tháng. Muốn mấy vé cũng được, vì bình thường có suất vé cho khách bao giờ đâu mà chẳng sẵn. Điều này cho thấy mục tiêu tăng thu cho ngân sách qua các điểm đỗ như thế này xem ra không mấy khả thi khi thiếu đi một cơ chế giám sát, một chế tài phù hợp. Và việc đề xuất tăng thu phí lòng hè đường gấp 3 lần, vì thế có thể vô hình chung sẽ tạo thành một mặt bằng giá mới để nhiều đối tượng có cơ hội đục nước béo cò.